Thưa quý vị, những dự án sản xuất MV chủ đề Covid vẫn được các nhóm bạn trẻ ở Bình Dương cho ra đời, giúp phần nào cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua những khó khăn trước mắt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một MV như thế của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh với vẻ đẹp cổ kính đi vào thơ ca cũng có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đang đến với 30 phút của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Biết bao người không ngại hiểm nguy, tình nguyện ra tuyến đầu tham gia lực lượng phòng chống Covid-19. Và họ là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, văn thơ. Một MV nữa của các nhóm bạn trẻ cũng ra mắt, với sự tham gia của 100 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Ngày 24 tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ phát hành một MV có 100 bạn sinh viên tham dự trong MV đó. 100 luôn? Vâng, 100 bạn sinh viên. Và đây là những tiếng hát của các bạn sinh viên và cựu sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Đây cũng là một món quà để tri ân lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ cho Bình Dương trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Hay quá. Tác phẩm của mình tên là gì ta? Đây là MV Một đời người một rừng cây. Bài hát này đã được nhiều ca sĩ thể hiện rất là thành công. Và một tác phẩm có thể nói là để đời của nhạc sĩ Trần Đông Mẫn. Hay quá. Anh thấy ở Bình Dương là có rất nhiều bạn trẻ, cũng các nhóm bạn trẻ cũng làm rất nhiều cái MV liên quan đến Covid và cổ vũ tinh thần của những người tuyến đầu. MV này chắc cũng có một cái nội dung gần như thế đúng không? Dạ, MV này thì không hẳn là nói về dịch bệnh, mà MV này là những cái tấm lòng, là những nhịp đập của trái tim để hướng về những người đã đồng lòng, đã chung tay giúp đỡ Bình Dương trong thời gian qua. Và thông điệp rất là rõ ràng ở trong MV: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chiều, phải đâu trong đục cũng đầy. Phải không anh? Phải không em? Trước đây thì nhà trường đã thực hiện rất là nhiều các MV khác về tuổi sinh viên, về cuộc sống sinh viên, về mừng xuân vân vân. Tuy nhiên thì lần này là một cái MV rất là đặc biệt, khi chúng ta đang thực hiện giãn cách theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nên có một vài bạn đang ở trong khu cách ly. Có nhiều bạn đã về quê khi mà dịch bắt đầu bùng phát. Cũng có nhiều bạn đang ở những cái địa phương khác, ví dụ như ở Phú Yên, ở Đắk Lắk, ở Gia Lai, hoặc có bạn ở Lâm Đồng. Tuy nhiên không ngăn được những cái nhịp đập của trái tim cùng hướng về một MV để tri ân các lực lượng tuyến đầu. Bàn bạc và thống nhất lại thì mình có một ý tưởng là sẽ quay bằng điện thoại. Thì tôi có chia sẻ với các bạn sinh viên đang học môn quan hệ công chúng và học môn tổ chức sự kiện. Các bạn rất là cảm động và các bạn đồng ý cùng chung tay với tôi để thực hiện nên một dự án này. Tôi biết rằng đó chính là tấm lòng của các bạn đang hướng về Bình Dương. Các bạn thu âm bằng điện thoại, các bạn thu hình bằng điện thoại. Chính vì vậy thì trong cái góc hình, trong những cái phần thu âm thì nó bị hạn chế về mặt kỹ thuật. Dù khó khăn nhưng em vẫn cố gắng góp sức nhỏ vào món quà thật ý nghĩa này.
Được biết đây là MV tri ân tuyến đầu chống dịch. Ở đây nè, đó đây. Cái này em mới lấy ra hả thầy? Dạ. Trời ơi. Cái đó nó lên sao mà có cái hình lục được. Sao vậy? Đâu em mở lại cái bạn hồi nãy bạn bà đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay quay làm sao mà đằng sau quần áo thì quá trời. Còn bạn nữ này lại là quay ở phía sau nè mọi người. Mọi người sẽ thấy là nguyên một cái xào đồ mà. Xào đồ nhỏ, xào đồ lớn ở đây nè. Này chắc quay ở nhà đúng không? Dạ, chắc là quay ở ngoài trời quay. Nhưng mà rõ ràng là các bạn sinh viên hay cựu sinh viên của trường mình cũng rất là nhiệt tình trong dự án. Dạ, các bạn rất là nhiệt tình đó nè. Các bạn, ví dụ như bạn này, khi mà phát hiện ra những cái lỗi thì bạn rất là vui vẻ để quay lại. Dạ, em mệt. Chà, đang rất là mệt. Rất là mờ. Rõ ràng là các bạn cũng không phải ai cũng có điều kiện để có thể sắm cho mình một cái điện thoại tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là những bạn quay có khi là quá gần, có khi là quá xa. Bạn này còn đang quay ở trong phòng ngủ của chính mình nữa. Mình cảm thấy các bạn hình ảnh rất là phong phú. Có những bạn đứng ở các khu đất trống, ngoài đồng trống, dính có những tiếng bò kêu. Các bạn đã đóng góp hết sức mình, đã làm hết tất cả khả năng của bản thân của các em có thể để cùng chung tay vào dự án MV 100 bạn trong bài hát Một đời người, một rừng cây. Hy vọng rằng khi MV này phát hành, khi MV này đăng tải trên các kênh truyền thông thì chúng ta khoan hãy nhận xét về cái khía cạnh về nghệ thuật. Tuy nhiên tôi tin rằng đây là MV được thực hiện bằng cả con tim của tất cả mọi người trong ekip của chúng tôi và chắc chắn rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim của quý vị. Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù vô hình nhưng thật sự nguy hiểm, đó là Covid-19. Và trên hết là sức mạnh của cả dân tộc cùng đồng lòng để cùng vượt qua đại dịch. Những câu hát ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, đang thức tỉnh mỗi ngày, mỗi giờ với tất cả chúng ta. Khi MV Một đời người, một rừng cây của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương phát hành thì cũng là lúc Bình Dương chia tay với các đoàn công tác, các đoàn chi viện. Và MV này sẽ là món quà tinh thần của các bạn sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương dành cho các anh, các chị, các cô, các chú và các bạn sinh viên cùng trang lứa để mọi người đều nhớ về một Bình Dương mến khách, nghĩa tình. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về mùa rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ chúng như cơm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa, chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cũng lang mòn từ những cánh cô thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một ngày ấy, sống gần nhau thân ấy thầm, có một cây rừng rừng đó quê hương.
nên dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chiều, phải đâu trong đục cũng đầy. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ yêu rừng mãi đời. Chiều trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã có triệu triệu trái tim tình nguyện sẵn sàng theo tiếng gọi con tim, là màu áo blue trắng của ngành y, là màu áo của đoàn viên thanh niên, là bàn tay cầm phấn của thầy cô giáo, là áo xanh tự hào của anh bộ đội Cụ Hồ, là những tấm lòng thiện nguyện âm thầm ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch. Phải đau trong đục cũng đành. Ơi không ai, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống để nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Người đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như sự mãi mờ. Chiều xuống. Và Bình Dương ấm áp.